khán cha chia buồn về vụ dẫm đạp ở Seoul. Trước thông tin đau buồn về vụ khủng bố ở Mogadishu và vụ dẫm đạp ở Seoul, Đức Thánh Cha cũng chia buồn và cầu nguyện cho các nạn nhân. Sau kinh truyền tin trưa Chủ nhật 30 tháng 10, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện cho những nạn nhân của vụ khủng bố ở Mogadishu, Somalia, khiến hàng trăm người chết, trong đó có nhiều trẻ em. Đức Thánh Cha cũng chia buồn về vụ dẫm đạp ở Seoul, khiến ít nhất 153 người thiệt mạng. Ngài nói, chúng ta cầu nguyện với Chúa phục sinh cho những người, đặc biệt là những người trẻ, đã chết đêm qua ở Seoul do hậu quả bi thảm của một đám đông dẫm đạp. Trước khi kết thúc, Đức Thánh Cha chào các nhóm tín hữu từ khắp nơi đến quảng trường Thánh Phêrô để cùng đọc kinh truyền tin. Ngài chúc mọi người Chúa Nhật tốt lành và đừng quên cầu nguyện cho Ngài. Auguro a tutti una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Thank you.